Rồi quý vị ơi, bên size 491, một cây hồng ngọc mai 200k bao ship toàn quốc nha quý vị. Bữa nay đang ra qua nè. Đó. Cây này là 200k là bao ship toàn quốc. Anh nào quen thì nhận cây trả tiền là phải chuyển tiền trước nha quý vị. Sài Gòn, Bình Dương, miền Tây không giao hàng được. Còn miền Bắc với miền Trung thì chỉ có vài tỉnh mới giao hàng được thôi. Đó. Anh nào ở cái chỗ mà mình mua cây này thì mình tự biết nha. Này nó có trái đậu luôn nè. Đây, trái đậu luôn nha quý vị. Đó. Chỗ bông mà đậu trái luôn nha. Đó. Còn cây này nè, nó đi 28 ngày. Không, tôi quay rồi, nãy tôi quay 28 ngày nó về nè. Trời ơi, tội nghiệp nó ghê, không tưởng nó chết rồi mà không ngờ nó về. Đó. 28 ngày đi Bình Dương á. Không biết lý do gì mà 28 ngày mới về tới đây. Tôi tưởng nó chết rồi. Mới đóng 3 cho 4 50 ngàn về tiền ship đó. Tính ra này kia là 28 ngày nó về tới đây. Kinh khủng thiệt. Mà nó không ngờ nó cũng sống luôn. Rồi đây nè. Cây này quay kỹ để cho quý vị coi nha. Gốc nó đây nha. Ừ. Mặt trước nè, mặt sau nha. Đây là mặt hậu nè. Cầm trên tay quay luôn nha. Quay ánh nắng coi. Rồi. Xuống luôn nha quý vị. Đây là mặt mặt hậu nha. Đó, trái nè, có trái đậu luôn nè ha. Rồi, đây quay mặt tiền lại nha. Rồi. Rồi, kết thúc luôn nha quý vị.